nào nữa. Đây mọi người, anh em chúng tôi này thả tiếp tục thả cá chép này mọi người. Đổi sang đoạn khác nhé mọi người. Đây. Đấy, chuyển sang bên này nhé mọi người, sang đoạn khác này mọi người. Đây. Đang xuống bên dưới này mọi người, đang xuống dưới này thả này. Đấy, đang chui trong cổng cống rồi mọi người. Bao kìa. Đấy, bao đựng phân đựng gì. Không? Mang mang cái chài đây. Mang cái chài đây để răng xong là bắt từ đấy Hiệp ơi. Hiệp ơi. Đây. Ui. Đây mọi người ơi. Đấy, giờ anh bây giờ anh em chúng tôi này, à đây này, bây giờ đang thả dưới gầm cống này mọi người. Đang bắt đầu răng lưới. Thủi thợ sợ tí nữa dính cá rô phi. Cái lưới này, này dính cá rô phi kinh lắm. Lưới véo dính cá rô phi nhiều. Đây mọi người. Đang thả lưới này mọi người. Đây. Để nghĩ thì tới dính mình bạc thì ngày ngày thương thì mình làm nó có cái bạc có. Ở đây này. Đuổi đi không? Ô dính rồi hay sao kìa? Đồ nuôi cả chia. Hả? Dạ, nó quay cái cho nước chảy kìa. Đây, đá nó chơi trong này. Đấy, bây giờ đang quay ở bên kia rồi mọi người. Con sang bên đây á. Đây bên này mọi người. À, cái này nó có bật xuống hay gì? Có cá. Hả? Kéo có cá. Nổi cái này có cá, có một chân này. Đu đi. Không có cá. Không có cá à? Đu đi, có rồi đấy. Đu đi, đây là chép đây rồi. Đấy, ui, không có cá. Bên này, bên kia dính cá chép rồi nhá mọi người. Anh Sơn ơi. Đây, đây, đây. Cẩn thận đi. Nó ra đấy. Đấy, bên kia được cá chép rồi mọi người. Đó, mình cứ mấy đầu cứ nghĩ là không có này, đang định thu lưới lên rồi. Thả đi, anh Quang ở ngoài. Ui. À, trên bên kia là mấy cái vàng đấy. Chép rồi. Thả đi để anh Quang ở ngoài. Anh Quang ngoài nó sẽ chặt lưới. Chép ơi. Kìa trên đầu anh. Tính rồi kìa, dậu đang bỏ là không có, đang mình nhấc lưới lên. Mới thả có một đoạn. Văng mạnh lên. Ui giời. À, khu kia kìa. Đúng rồi, sang đang ra cái khu kia. Chán đi bao đi, không có con đạm. Anh đang đã thả xiên qua gầm cống bên kia rồi, sang bên kia rồi mọi người. Mình sang bên đấy. Đấy, đã được một con cá chép rồi. Đó là vòng sang mé đây. Vòng sang mé bên này. Ui giời, neo đi neo lại này. Bức hết cả mình. Đây. Đây nhá mọi người, nhau sang bên này rồi. Đây. Đó. Bao nhiêu điện ấy? Mà đây là hắn không có lắng. Quay tròn đánh động ở giữa. Mò. Anh Cường quăng dưa ông rồi, chả biết con gì đấy. Cái gì không? Anh Cường đuổi đá. Để vào trong cái góc này, anh Cường quăng cái góc này. Đá nó rồi một góc ấy. Còn góc này phát ở nhau với bên ngoài. Anh Cường ơi, anh Cường có cái chép này kiểu gì được. Nó chạy đâu. Yeah.
Cái này anh Cường, anh đang quăng cái cho mọi người. Mình lại gần hơn nhá. Hôm nay bây giờ là đổi con sông khác. Hôm nay là con sông khác. Hôm nay là đang đổi con sông khác rồi, mới được có một con cá chép thôi. Hôm nay đổi là mình ở trên bờ, hôm nay mình không xuống. Mình ở trên bờ mình quay lại cho mọi người xem. Kìa, từ từ anh Kiệm, làm đi, đội động anh đã nhấc rồi. Người thả lần trước chưa thả xong, sao anh nhấc rồi. Đây, còn anh đang quăng cái mọi người. Cái cái bé tẹo ấy. Cái nắm này bọn dài hết nhỉ? Ôi bụi hoa. Góc đây mình làm cái. Bây giờ đang thả cho mọi người, chưa thả 5 lưới, hôm nay thả 1 nắm thôi. Anh em vẫn đi tâm vui. Chúng con cá chết. Đây con cá vừa nãy dính này mọi người. Đấy. Con này khoảng tầm 7 lạng nhỉ. Con này khoảng tầm 7 lạng nhé mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ đợi khoảng tầm 20 phút sau nữa là chúng tôi bắt đầu nhấc lưới nhé mọi người. Giờ đi quanh quanh chơi ăn. Đây nhé mọi người. Trời lại mưa rồi mọi người ơi. Đang trời mưa rồi chúng tôi là phải rút nuôi này mọi người. Tôi phải nhấc lưới này để đi về này mọi người. Đấy, trong lưới được một mớ cá kìa mọi người. Đó. Cá rô phi. Mình đợi 20 phút nhưng mà mới được qua 10 hơn chục phút thôi, trời nó mưa rồi. Đấy mọi người thấy không? Trời đang mưa này. Đấy. Đấy anh em đang đứng đợi trên bờ đây. Đây đây là anh Ninh này, anh đã mặc bộ quần áo mưa rồi. Mà giờ thằng Linh mặc bộ áo mưa trời cạn đồng nó hết mưa. Hết đúng rồi. Đó mọi người. Anh đang thu lưới này để đi về. Đang trời đang mát mẻ đẹp đẽ thì lại mưa đây. Đi gì không? Đi đi thằng mẹ đấy nhá mọi người. Hết rồi, hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Đó mọi người, được một mớ cá kìa. Ý là để thu lưới lên trên này. Đó mọi người thấy không? Đó, được một mớ cá đó. Được cá rô phi, cá chép mấy cả cá giòn bé, cá lau kính nhá mọi người. Lau kính gì đó. Ấy, rô phi thôi, để cho ba hiệp. Đây mọi người, đồng mớ cá này mọi người. Ôi trời, lại ngớt mưa rồi. Đây, hết mưa rồi nhá mọi người. Còn hơi nó phân thôi. Nhưng mà thôi anh em, chúng tôi đã quyết định là thu lưới đi về. Thế là ông đủ chén rồi. Đấy mọi người thấy không, rất nhiều cá nhá này. Đó. Chép không? Hả? Chép bé ơi. Thế sao con chết ở đằng trước mặt ông kìa, to thế quấn vô vào lưới. Quấn vào lưới. Con này to này. To. Rồi đã thu xong lưới rồi nhá mọi người. Anh em chúng tôi quyết định đi về rồi. Đang thả đẹp thì trời mưa mà đang thu lưới lên để chạy đi về thì trời nó lại tạnh. Nhưng mà thôi cũng vẫn quyết định đi về cái này là ăn thoải mái rồi. Đó mọi người. Trước bọn mày bắt đầu cá dọn bể ghê ấy. Nhiều lắm. Đây ở sông khác. Không phải con sông này. Tôi bể lại về anh ăn. Ừ. Con bé xào xáo hết. Dạ, được có mối với hai con thì xào cái gì? Câu vào lướng. Lướng cái gì anh ăn bình? Ăn bình sống lâu. Lướng ăn ngon chứ. Ăn ấy dâu bất tử. Cái điện này là điện của nhà nước hay điện của ấy? Nhà nước nó thuê mặt bằng.
đây trước cái miếu này gì? Đây nhá mọi người, đây mình đang đứng ở đây đợi anh ấy đi ra đây này mọi người. Sữa bò kia kìa. Anh đang thu lưới đoạn này rồi. Đó, đấy mọi người ơi. Thì thả cái đoạn sông này thì nó không ấy, không có nhiều cá mấy. Đây mọi người. Đó. Anh cho em san tô một vòng cho em xem nào. Đấy, cá rô phi đây nhá mọi người. Ui, con cá giòn bé to không? Hai con. Đó. Ừ, con lấy được. Ba con. Đó, cá giòn bé rất to nhá mọi người ơi. Về đi. Về. Đây, được cả cá chép nữa này. Chép rô phi đây nhá. Thôi anh em chúng tôi đã quyết định rút nuôi đi về rồi này. Đấy. Đây này anh Cường này, anh vừa cấu được nắm rau tầm bóp. Đấy. Thôi, bye bye mọi người nhá. Đấy, đây là, anh Sơn này, anh đang muốn khoe con xe mới. Anh mới mua được con xe này đây mọi người. Thôi, bye bye mọi người nhá. Mình xin kết thúc video tại đây. Ok, nếu thấy video hay hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bye bye mọi người.